Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên nha. Nghe nổ của tất cả nha. Khoái cái bông này nó nổ. Bông này nó nổ y như là càng nổ cô chú anh chị, nó rụng mà dặm cái nó nổ. Một cô chú Vũ Linh buổi sáng ha. Hôm qua cũng đẹp vậy đó, tới chiều mưa sấm sét quá trời luôn. Đẹp buổi sáng rồi chứ buổi chiều là chưa biết được. Nay như vô cái mùa mưa dữ dằn. Rồi địa tạng tới nữa rồi. Quá lớn luôn. Nói lớn lên chồng. Bớt vậy em có cái mic rồi, giờ nó vô trong đây nè. Em đi đâu nó đi đâu hết đấy. Chán. Sao cái bỗng nghe mùi giống như có mùi dán à? Chưa ông ơi. Sao nay hắc mắc nhiều quá à? Bình thường không có cái này thắc mắc đủ thứ hết ha. Ba em là tâm lý thương không nè. Dùng gì? Thường nè. Ừ. Nếu như mà anh bạn đồ mà đồng phục là bắt đầu là nó khác đi. Rồi chú đậu rồi đó. Rồi chú đậu ba anh em rồi đó. Bánh ít vô. Rồi cúng đi. Cúng luôn đi, trời vậy nè. Để rót trà cho chú uống nóng rồi, không cúng rồi, để đó sao chú uống được. Sáng là uống trà nóng hơn ngon à. Về sáng sớm. Bò kho xong cái tựa. Thịt cố Tây Tạng. Rồi cúng đi. Giờ có vô cái cây đó thôi chứ giờ chỗ nào nấp nữa. Nè. Mời chú dùng bình nước uống trà đúng không? Trà nóng.
Đó trà nóng á, mình rót ra rồi phải cúng liền. Rồi giờ hổm nó đau quá giò nha. Mấy anh đúng rảnh. Xấu. Ủa là bữa gửi này luôn hả anh? Mua
Anh mua hả? Mua ngoài cổng hả? Wow. Buổi sáng ha, buổi sáng ba người ha, ấm hả? Lo kia của cái kinh nó lớn quá, cô chú xem kênh thông cảm ha. Dạ, xin cũng không có giải quyết gì. Ủa nó nổ bây giờ, đi ra đi. Sao vậy? Trời ơi, cái ông này xét sớm ông phá thiệt chứ. Đốt xong rồi nó xúc cái luôn anh ơi. Trời ơi, chưa thấy cái hộp quạt nằm nó xúc cứ đó luôn hết. Anh làm sao kìa? Ông ngồi như không biết gì, ông cứ trời ơi, trời ơi. Vẫn trái bình thường. Chứ anh làm sao, sao nó rớt ra vậy? Ai kêu hóa qua chi vậy? Có nhà đi anh lấy bông thuốc. Cái gì đây? Em cũng biết anh làm gì. Tự nhiên cái anh kêu em quét nhà đi, em chưa xong này. Anh à, làm gì? Anh bó cố trả lấy người. Đi mất mèo rồi. Vâng. Chưa xong này mới lâu rồi nữa cái mộ rồi để hả? Rồi đi đi. Anh chưa lau mộ. Mộ két không? Sáng mộ của chú nè, cô chú anh chị. Biết sao lâu không? Nó được đem lên nhà chờ á. Lâu nè,
À, tại vì sao hôm nay không có nắng nhiều, mưa vậy đó. À, không tứ tứ nhưng mà kiểu nắng quá không dễ bị rụng cánh lắm, tự rụng cánh à. Này không có rụng cánh luôn. Đó, buổi sáng của chú anh chị kinh nó thì rất là lớn nha, nhưng cô chú thông cảm ha. Thì bữa nay là hơn nữa ít sẽ cúng cho vị khán giả ẩn danh bọt kho bánh mì chay cho chú ha. Đó là cái video của Hiện Tiên đến đây là kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.